xây gia đình cùng nhau chung thân ai dưới đại sen sáng soi đời thắm hồng. Ta ca mừng ngày xanh bao hăng hái, ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông. Tay trong tay thân tình kết tiếng hát anh xuân tràn lan đầy gia đình trời về mình. Tay trong tay xin nguyện quyết cố gắng tiến lên điểm tô đời huy hoàng cùng đoá sen. Để gia đình cùng nhau chung thân ái dưới đại sen sáng soi đời thắm hồng. Ta ca mừng ngày xanh bao hăng hái, ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông. Tay trong tay thân tình kết tiếng hát anh xuân tràn lan đầy gia đình trời về mình. Tay trong tay xin nguyện quyết cố gắng tiến lên tiệm tô đời huy hoàng cùng đoá sen. Mừng chu niên hôm nay đoàn ta hát ca sum vầy, nhìn anh em vui tươi ta mong ước cho ngày mới. Cùng bên nhau hân hoan đoàn ta ấm êm gia đình, sống trong tình làm thân ái chân phương gắn bó lâu dài. Mừng chu niên hôm nay đoàn ta hát ca sum vầy, nhìn anh em vui tươi ta mong ước cho ngày mới. Cùng bên nhau hân hoan đoàn ta ấm êm gia đình, sống trong tình làm thân ái chân phương gắn bó lâu dài. Sống trong tình làm thân ái chân phương gắn bó lâu dài. Phật tử Việt Nam chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tông, Phó Thường trực Hội đồng Tăng già, Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử Việt Nam chứng minh. Kính thưa anh Phó Trưởng Ban ngành Nam đại diện cho anh Trưởng Ban Nguyên Kính Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Kính thưa
huân trưởng cấp Dũng, tâm kiểm Bạch Hoa Mai, trưởng ban điều hành trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Kính thưa các anh trong thường vụ ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, kính thưa tất cả các anh chị đại diện ban hướng dẫn gia đình Phật tử Đức Quốc Âu Châu, đại diện ban hướng dẫn các tỉnh thị và các trang nhà liên hệ với trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Trước và trên hết, chúng con cũng thỉnh chư tôn tùy từ lâm mẫn khởi thông niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cũng thỉnh quý ngài thuyền trưởng. Phật tử Việt Nam trên thế giới,
vượt qua biết bao nhiêu khó khăn và trở ngại, thi hành quyết định của Đại hội Quân trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới kỳ 2, trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới ra đời cách đây vừa tròn 5 năm. 5 năm so với thời gian vô tận thủy chung thì nó chẳng là bao, nhưng với tổ chức Gia đình Phật tử trong môi trường hiện tại gặp nhiều khó khăn, và nhất là không có phương tiện hành hoạt lẫn cả kinh phí, nhưng tất cả anh em không những trên của ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới mà các ban hướng dẫn các châu lục, các quốc gia cộng đồng cố gắng hết sức mình vượt lên trên trở ngại. Để đến giờ đã được 5 năm và số lượng người truy cập trên trang web này lên tới con số 60 triệu. Vì vậy, vượt qua những khó khăn, anh em chúng con dưới sự bảo trợ của Chư Tôn và Hòa Thượng Trụ Trì, chúng con cung kính, thành kính cử hành lễ chu niên lần thứ 5 của trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Tiếp theo và thông qua chương trình, chúng con xin cung kính thông qua chương trình: thứ nhất, niệm Phật cầu gia vị; thứ hai, cử bài ca chính thức Gia đình Phật tử Việt Nam; thứ ba, phút tưởng niệm chư thánh tử đạo, chư ân sư sáng lập cố vấn bảo trợ quân trưởng đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam quá cố. Tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự, thắp nến sinh nhật công nhận chu niên, báo cáo đề án hoạt động trang nhà năm thứ 6, huấn từ của quân trưởng trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, đạo từ của Hòa Thượng đại diện đại lao cho Hòa Thượng Thượng Thủ, Hội đồng Tăng già chứng minh chúc mừng chu niên và tặng quà lưu niệm. Về phần nội dung, công bố quyết định nhân sự trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, diễn văn khai mạc của Quân trưởng Ban điều hành trang nhà gắn phù hiệu kỷ niệm chu niên, tường trình hoạt động trang nhà, và phần bế mạc lời cảm tạ của ban tổ chức Hồi hướng công đức Liên Hoa tâm tình trực tuyến văn nghệ phụ diễn dây thân ái và tiễn chân quan khách. Đó là chương trình của buổi lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình là phần giới thiệu thành phần tham dự. Chúng con cung kính kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Minh Hà Chiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già chứng minh đại lao cho Hòa Thượng Thượng Thủ Hội đồng Tăng già chứng minh Quang Lâm chứng minh. Chúng con xin cung kính kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Trí, thành viên Hội đồng Tăng già chứng minh. Chúng con xin cung kính kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Thánh Hào Huyền, trưởng ban thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam đồng tác chứng minh. Chúng con xin cung kính kính giới thiệu Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tông, Phó trưởng ban thường trực Nội vụ của Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng con xin cung kính kính giới thiệu anh Phó trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam, đại diện cho anh trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới chủ tọa. Chúng con xin cung kính giới thiệu anh Quân trưởng Cấp Dũng Tam Kiểm Bạch Hoa Mai, trưởng ban điều hành trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam.
chúng con xin kính giới thiệu Quân trưởng Cấp Tấn Sử Thành, trưởng kế hoạch của Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chúng con xin kính giới thiệu Quân trưởng Nguyên Thanh, Ủy viên xã hội Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chúng con xin cung kính giới thiệu Quân trưởng Thị Lộc Võ Văn Mai, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Pháp Quốc. Chúng con xin kính giới thiệu Quân trưởng Thị Hiền Nguyễn Hữu Lộc, Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Đức Quốc. Chúng con xin kính giới thiệu anh trưởng đoàn trưởng đoàn cử huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam và tất cả các anh chị đại diện cho các trang nhà của hải ngoại, của quốc nội, của các châu lục và các tỉnh thị trên toàn quốc đã đáp ứng lời mời của ban điều hành, ban trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới thân tâm đến dự buổi lễ chu niên lần thứ 5 của ban điều hành trang nhà Việt Nam trên thế giới hôm nay. Tiếp theo phần nội dung, thứ nhất là công bố quyết định nhân sự trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chúng em xin cung kính giới thiệu anh Tâm Kiệt Bạch Hoa Mai. Công bố quyết định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Thường Trú Hội đồng Tăng Già Chúng Nữ Dân Tử Việt Nam. Kính bái bạch Chư Tôn Tiền Đức trong Hội đồng Cổ Vấn Giáo Hành, trong Ban Thường Trực của Hội đồng Cổ Vấn Giáo Hành Dân Tử Việt Nam. Cung kính đảnh lễ Chư Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, đặc biệt là anh chị em viên trưởng của Gia đình Phật tử Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Trong giờ phút này, các em kỹ thuật viên đang nối mạng và khắp nơi trên thế giới, từ Hoa Kỳ, Úc Đại Lời, Giang Ngà Đài và Âu Châu, đặc biệt Âu Châu và bạch quốc gia đang trực tuyến trên mạng để theo dõi buổi kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của trang nhạc. Giờ đây, chúng tôi xin được công bố quyết định thừa nhận thành phần nhân sự của Ban điều hành trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Gia đình Phật tử Vũ, Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chiếu nội quy minh thị của Gia đình Phật tử Việt Nam được tu chỉnh lần sau cùng năm 1972 tại Đà Nẵng. Chiếu các đại hội liên tiếp, đại hội 1 tại Bồ Đề Đạo Tràng, đại hội 2 tại Thái Lan và đại hội 3 cùng tại Bangkok, Thái Lan. Chiếu đề nghị của Huyện trưởng trưởng Ban điều hành trang nhà Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chiếu nhu cầu Phật sự
Ngài quyết định. Điều thứ nhất, Ngài thừa nhận thành phần nhân sự điều hành một trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới như sau. Trưởng ban điều hành gia đình Phật tử trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, Quyền trưởng cấp dưỡng Tâm Kiệm Bạch Online. Phó trưởng ban điều hành Quyền trưởng cấp dưỡng Tâm Minh Vương Thủy Nga. Quyền trưởng tổng thư ký Quyền trưởng Quang Mẫn Lê Quang Mai. Các hội viên Quyền trưởng Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp, Quyền trưởng Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi và Quyền trưởng Nguyên Tử Nguyễn Quốc Hưng. Điều thứ hai, ban điều hành căn nhà sẽ căn cứ trên khả năng, trên tinh thần trách nhiệm để bổ túc và ban hành quyết định thừa nhận các thành phần bộ trong ban điều hành trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, gồm các tiểu ban biên tập, tiểu ban kỹ thuật, tiểu ban hội luận và tiểu ban vận động tài chính. Điều thứ ba, các phó trưởng ban, các ủy viên và các đương sự chịu theo điều một thi hành quyết định này. Bản sao kính gửi hội đồng tăng già chứng minh gia đình Phật tử Việt Nam, ban thường trực hội đồng cổ vấn giáo hành, ban hướng dẫn gia đình, ban dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam tại quốc nội, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại và các trang nhà có hệ thống chung cùng về hệ thống của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam. Phật lịch 2557 Đà Lạt ngày 1 tháng 2 năm 2014, ký tên Nguyên Tỉnh Nguyễn Châu. Đó là quyết định để thừa nhận ban điều hành của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Tiếp theo chương trình là diễn văn khai mạc của Quyền trưởng trưởng ban điều hành trang nhà Việt Nam trên thế giới. Kính mời anh. Con xin phép được đứng ra truyền các thầy một chút để cho con cảm thấy truyền nó ấm cúng trong những lúc khó khăn, trong những lúc tổ chức của gia đình Phật tử Việt Nam không được những cái thuận duyên, thì chính ngay hiện lành của các thầy đã làm cho chúng con vững tâm và làm cho chúng con vững tiến ở trên công tác Phật sự. Mà một trong những công tác Phật sự khó khăn nhất đó là phương diện truyền thông. Tối hôm nay ở trên bàn chứng minh với chư tôn đức có thể nói gắn bó tổ chức gia đình Phật tử từ những lúc thịnh suy và những lúc có thể nói là nguy ngập, cũng như sự hiện diện của các anh chị quyến trưởng của các nơi, đặc biệt là lặng lội từ Âu Châu như Đức Quốc, như Pháp Quốc, như Na Uy, các anh chị tại quốc nội thì cũng đã đầy đủ kê các anh chị trong cùng chủ trưởng. Đó là cái điều mà chúng con xin được gần các thầy để xin được tác bệnh để ngộ lời và cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Và giờ đây cái diễn văn của chúng con cũng như là một cái nghi thức cho trong một buổi lễ cho còn tất cả tâm tình sự hiện diện của chư tôn đức của quý vị để nói lên để tất cả những cái điều mà chúng con ao ước, chúng con mong muốn và chúng con đã đạt được và tối hôm nay trong cái thiền đường mà hòa thượng viên chú đã cho phép chúng con và sử dụng và có thể nói là
giống như là ở trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà chúng con vô cùng trân trọng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại chư vị Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Ngưỡng vọng bái bạch Trường Lão Hòa Thượng Thường Trú Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, ân sư tôn kính của Ảo Lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới. Ngưỡng bái bạch Kim Tôn Hòa Thượng Thường Tọa Ban Thường Trực Hội Đồng Cổ Vấn Giáo Ảnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hiền Tòa Chứng Minh. Cung kính bài bạch Hòa Thượng Viện Chú Tu Viện Pháp Vân Chư Tôn Thường Tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa Thứ trưởng Trường Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Chủ Tòa. Kính thưa Quý Anh Chị Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới, Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại quốc nội và Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại hải ngoại. Kính thưa quý ban hướng dẫn của các châu lục, quốc gia và tỉnh thành. Kính thưa quý thông ban chủ nhiệm, ban điều hành, ban biên tập các website, các trang nhà, nội trang, chuyên trang, chung cùng hệ thống và các website bạn hiện diện tham dự. Kính thưa toàn thể quan khách cùng anh chị em, điều hành viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đặc phái viên, cộng tác viên, phóng viên, trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới. Trong không gian trang nghiêm, thắm đường đạo tình của ngày lễ chu niên lần thứ năm hôm nay, thay mặt toàn thể anh chị em thành viên trang nhà, con cung kính đảnh lễ tri ân chư tôn thượng đinh đã ban bố cho chúng con thiền duyên thù thắng qua việc che chở sách tấn chỉ giáo tận tình trong suốt 5 năm chúng con hành hoạt, và hôm nay lại thanh lâm chứng tích quang lâm chứng minh tham dự ngày vui tròn năm tuổi đời trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới. Xin trân trọng tình lam tình của quý anh chị huấn trường của các cấp của cả ban hướng dẫn luôn kề vai sát cánh với trang nhà suốt 5 năm qua trên lam lộ. Xin thành tâm cảm niệm ân tình của quý liệt vị quan khách hiền diện và đang tham dự buổi lễ trực tuyến toàn cầu đã luôn thiết lệ tinh thần đóng góp bài vở chia sẻ thông tin, luôn đồng hành đồng nguyện cùng trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, khởi nguyên từ giờ khắc giao thừa của Tây Nguyên Đảng Minh Niên Kỷ Sửu năm 2009 cũng như tờ nội san sách trắng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam của những thập niên trước, trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới đã nhanh chóng trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới. Của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trang mạng điện tử này sớm trở thành tiếng nói gần gũi thân thương của lam viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới, trở thành mái nhà chung hội tụ mọi đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới khắp mọi quốc gia, châu lục, vùng miền, tên miền Gia Đình Phật Tử chấm ọ mặc nhiên từ bao giờ đã trở nên địa chỉ thân thiện của lam viên mỗi lần trực tuyến. Trên phương diện đối ngoại, tên gọi của trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới cũng đã và đang trở thành quen thuộc, ngày càng tăng uy tín trên sa lộ thông tin, trên không gian mạng và trong giới truyền thông báo chí. Gặt hái được những thành quả như vậy phải kể đến sự ân cần quyến cảnh của chư tôn thật đức, sự đồng hành của thiền hữu trí thức bạn đồng, sự cộng tác nhiệt tình của huynh trưởng đoàn sinh, cựu huynh trưởng cựu đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, đặc biệt là sự hy sinh lặng lẽ của anh chị em trong ban điều hành viên, ban biên tập, kỹ thuật viên ngày đêm không ngừng nghỉ canh thức để duy trì
phát triển và bảo vệ trang nhà vận hành an toàn bên cạnh sự hỗ trợ hiệu quả của anh chị em là phải viên cộng tác viên không lương khi lộ diện lúc âm thầm lặn lội khắp nơi ghi nhận thông tin sự kiện nhà Nam và Phật giáo hầu kịp thời truyền tải lên không gian mạng cống hiến cho nhu cầu bạn đọc. Đặc biệt trong năm qua, năm 2013, kỷ niệm 50 năm phát nạn của Phật giáo Việt Nam, năm 1963, năm 2013. Trong khi nhiều tranh luận theo quan điểm lập trường khuyên hướng của từng trang mạng, những luận điệu xuyên tạc, đi qua chụp mũ, sửa đổi lịch sử, cuộc vận động tự do tín ngưỡng bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội của Phật giáo Việt Nam năm thập niên trước được tung ra, trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới đã điềm tĩnh vô tư lần lượt đăng tải những cứ liệu lịch sử chính xác đã được thời gian sàng lọc kiểm chứng và công nhận bởi chính tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là những huyết trường và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam là những nạn nhân đầu tiên và cho đến cuối cùng của chính sách bất công đàn áp của nhà cầm quyền chế độ đương thời. Lịch sử hào hùng của Phật giáo Việt Nam lại được thắp sáng bằng những vòng hoa của các phái đoàn, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại đạt long trọng đạt lên cả thánh tích Bồ Tát Thích Quảng Đức, Sài Gòn, Đại Thánh Từ Đạo, mộ phần của Đại Đức Thích Thanh Tuệ tại Thừa Thiên Huế, tượng đài Quận Phi Nha Trang. Thông tin, hình ảnh và bài vở đã được các trang nhà gia đình từ Việt Nam đến thế giới, trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội, trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại và các website chung cùng hệ thống liên tục đăng tải hơn 3 tháng. Ấn tượng thiêng liêng đầy hào khí 50 năm trước đã đi sâu vào văn hóa, thâm nhập vào tinh thần của từng huyết trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam khắp toàn cầu. Không dừng lại trong khổ đau hay hào quang của quá khứ mà còn thâm nhập vào nỗi mất mát đau thương ngay trong hiện tại của đồng bào. Cũng trong năm 2013, vừa hai tin miền Trung Việt Nam bạo lụt gây thiệt hại nặng nề, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới ngay lập tức ban hành thông tin kêu gọi lạc quyên hỗ trợ khẩn cấp đồng bào ruột thịt gặp đại nạn thiên tai. Chỉ trong vòng một tháng, số tiền do lam viên gia đình Phật tử khắp nơi trên thế giới vận động dưới nhiều hình thức từ nhiều nguồn lực đã lên đến 2 tỷ đồng Việt Nam và đã được phái đoàn ban dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, trong đó có thành viên của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới tận tay vì là đồng bào tại chỗ ở 5 tỉnh miền Trung Việt Nam ngay trong lúc mưa bão vẫn hoàn thành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý lực vị, những thành tựu khiêm nhường nhưng phong phú trên với sự hỗ trợ duyên của chư tôn đức, của quý liệt vị cùng với nỗ lực của trang nhà được đúc kết thể hiện qua con số gần 58 triệu lượt truy cập vào trang nhà tính đến ngày hôm nay, trong 5 năm qua đã chứng minh sự cần thiết cũng như uy tín của trang nhà. Toàn thể thành viên gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới xin một lần nữa đảnh lễ niềm ơn chư tôn đức, trân trọng biết ơn ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới cùng ban hướng dẫn cả cấp, và dĩ nhiên chúng tôi không thể nào quên thâm tình mỹ ý của các trang nhà trong hệ thống. Các trang bàn cũng tán thành lý tưởng và quan điểm của gia đình Phật tử Việt Nam, của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới là phụng sự đạo pháp, phụng sự nhà lan, phụng sự và làm đẹp cộng đồng dân sinh xã hội. Tuy vậy, ở đây chúng tôi sẽ không cảm ơn hay nhắc nhở lòng nhiệt tình, tinh thần trung kiên, hy sinh, cống hiến và công lao của những thành viên của trang nhà.
Vì hơn ai hết, chúng tôi biết rằng anh chị em trong năm tuổi thứ sáu của trang nhà tới đây cũng sẽ tiếp tục nhiệt thành, trung kiên, hy sinh, cống hiến như vậy và hơn nữa. Bởi vì huynh chủ gia đình Phật tử họ vốn luôn luôn tuân thủ ý thức của tổ chức, kỷ luật, nhằm kiên trì đeo đuổi thực hiện mục đích của gia đình Phật tử Việt Nam với một tinh thần tham nhẫn, thị xã, với một tâm hành lời tha, quên mình vì người tổ hữu đã trở thành máu thịt, tủy xương của người đoàn viên gia đình Phật tử Việt Nam. Không dám làm mất thì giờ của chư tôn đức cũng như của quý vị nhiều hơn nữa. Toàn thể con tâm thành khẩn chúc chư tôn đức pháp thể thiên an, thành toàn đại nguyện, kính chúc quý vị quan khách và anh chị em lam viên gia đình Phật tử gần xa thân tâm tường lạc, gia đình thanh thông, Phật sự viên thành. Chúc các nhà gia đình từ Việt Nam trên thế giới bước sang tuổi đạo mới kiên trì hơn, chịu đựng hơn, đợt dòng mạnh thăng tiến trên lam lộ. Nhân dân trưởng ban điều hành của trang nhà thần từ Việt Nam trên thế giới, chúng con, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ kỷ niệm trung niên lần thứ 5. Nam mô Quan Hiện Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn, dưới tất cả những vị quan khách, chúng tôi xin tôn kính giới thiệu anh Nguyên trưởng Nguyên Hoàng Lê Văn San, đại diện cho Nguyên Tín Nguyễn Châu tham dự lễ mừng chu niên lần thứ 5 gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Xin tôn kính kính mời anh. Và tiếp theo chương trình là gắn phù hiệu kỷ niệm chu niên lần thứ 5. Xin các em bắt đầu. Gắn ở đây cho chúng tôi.
theo chương trình là tường trình sinh hoạt tra nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Kính bạch đại lão hòa thượng phó thượng thủ hội đồng tăng già chứng minh, bạch hòa thượng thượng phước hạ trí thành viên hội đồng tăng già chứng minh, kính bạch hòa thượng trưởng ban thường trực hội đồng cố vấn giáo hạnh ban hướng dẫn trung ương gia đình tử Việt Nam, kính bạch hòa thượng phó ban trực hội đồng cố vấn giáo hạnh ban dẫn trung ương gia đình Việt Nam, kính thưa anh Nguyên trưởng cấp dũng Nguyên Hoàng Lê Văn Phan đại diện cho anh Nguyên Tín Nguyễn Châu trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, kính thưa quốc quân trưởng cấp dũng Tam Kiếm Bạch Hoa Mai trưởng ban điều hành trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, kính thưa các anh chị đại diện các quốc gia châu lục, các ban hướng dẫn tịnh thị trên toàn quốc, kính thưa tất cả các đại diện các trang bản trang nhà giao lưu với trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, được khai sinh bởi quyết nghị của Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới kỳ 2, nhiệm kỳ 2008-2012 tổ chức tại Bangkok, thủ đô xứ Chùa Vàng, Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2008. Và chính thức ra mắt bạn đọc lúc 16:00 giờ Việt Nam, chuẩn bị bước vào đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm Kỷ Sửu năm 2009 trên không gian mạng Internet toàn cầu. Trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới với địa chỉ truy cập www.gia-đình-phật-tử-thế-giới.org là cơ quan ngôn luận chính thức tổ chức gia tử Việt Nam trên thế giới. Toàn đầu với chỉ bài anh chị em kỹ thuật viên nhiệt tâm với tổ chức và nhiệt thành với ước vọng hiện đại hóa sinh hoạt gia đình Phật tử Việt Nam, đưa tiếng nói của tổ chức áo lam vượt bốn biển đến năm châu cùng hội tụ trên hư không ạ. Như cách nói hữu hình và thực tế lúc bây giờ, dưới sự điều hành của không nhiều những anh chị huynh trưởng cao niên mà không bảo quản thủ tục là nghề báo chí trong bộ môn văn nghệ gia đình Phật tử, nhưng không mấy thiện trong môi trường truyền thông. Trong môi trường truyền thông công nghệ toàn cầu mới mẻ vào giai đoạn đầu của thời đại bùng nổ thông tin mạng liên kết toàn cầu, đó là chưa nói đến trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và phí tổn kiến tạo website hoàn toàn bắt đầu từ con số 0 to tướng. Hầu hết mọi phương diện quản trị mạng và chi phí khởi tạo duy trì website đều có anh chị em âm thầm móc túi cá nhân ra chung góp. Thế nhưng với tinh thần tất cả cho gia đình Phật tử, vì gia đình Phật tử mọi trở ngại khó khăn của cơ thể và sự khởi đầu nan ấy, nhờ Hồng Ân Tam Bảo hộ trì đều được dành già vượt qua từng bước một, để rồi thành quả của sự cống hiến vô cầu theo thời gian được chứng minh, được thể hiện. Năm 2010, một năm sau, ngày khởi động đệ nhất chu niên đơn sơ gọn nhẹ được tổ chức là Như Thị Thất, Sài Gòn lúc 21 giờ Việt Nam ngày 6/2/2010, chỉ quy tụ trên 10 anh chị em, nhưng lần đầu tiên trên không gian mạng bao la, hình ảnh và tiếng nói của đại diện lâm viên toàn cầu hội tụ và cùng thời khắc, dù các địa điểm online khác nhau đến 50 giờ trên lệ. Từng dòng nước mắt xúc động nhẹ rơi trên bàn phím máy tính, hay có thể nói một cách hình tượng là nước mắt đã cùng rưng rưng hòa quyện trên không gian ảo, trên hư không khi tiếng đồng niệm danh hiệu Bổn Sư vang lên cùng lúc tại nhiều điểm hẹn của địa cầu, khi âm vang bài ca sáng cánh trầm hùng trỗi lên từ nhiều quốc gia châu lục, khi từ Hoa Kỳ lời khai mạc chu niên của anh trưởng ban điều hành trang nhà các lên sang sảng,
khi tại Cao Nguyên Lâm Viên Việt Nam, Quân tử Quan trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới từ hòa truyền tải vào hệ thống viễn liên. Tuy thiết bị khó khăn, vô cảm, nhưng tình cảm truyền đến anh chị em là lan tỏa thâm sâu của từng trái tim lam. Hiện cách nhau về không gian, khác nhau về thời gian, là như đang cùng chung nhịp đập. Tại trung niên thứ nhất này, thành quả 12 tháng hoạt động đầu tiên trước trang nhà trình báo hơn 1 triệu lượt truy cập với 2.157 biến thông tin hình ảnh được đăng tải, tiếp nhận đăng ký, 420 thành viên trên diễn đàn hội luận. Năm 2011, duy trì truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam về tổ chức và hành chánh, lễ kỷ niệm đệ nhị trung niên được tổ chức quy mô hơn, đông đảo hơn vào lúc 18 giờ Việt Nam ngày 9 tháng 2 2010. Ngay sau lễ, quý vị chị cả Hoàng Thị Kim Cúc tại chùa Vượng Phước, Sài Gòn dưới sự chứng minh của nhị vị Thượng tọa Thanh Huyền và Hòa Thượng Thích Thanh Huyền và Hòa Thượng Thích Hành Hải, cố vấn giáo hận gia đình Phật tử Việt Nam và được anh trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới thăng long chủ tọa tại chỗ cùng nhiều anh chị thành viên ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội tham dự, không tránh khỏi những khiếm khuyết ngoài ý muốn, nhưng trung niên lần thứ hai thành phần tham dự đông đảo hơn, quan cảnh hội trường trang trọng hơn, trang bị kỹ thuật đầy đủ hơn, việc kết nối trực tuyến khiến không gian hội trường và các điểm kết nối của anh chị em huynh trưởng đại diện Lam Viên gia đình Phật tử toàn cầu tràn ngập niềm vui khi nghe báo cáo từ con số truy cập 1 triệu năm trước, trung niên lần thứ hai đã tăng lên 6 lần, tức 6 triệu lượt người truy cập vào trang nhà. Số lượng thông tin bài vở cũng tăng mạnh với số 108 chủ đề được truyền tải trong năm, song song với các chuyên mục cố định 50 bài Phật pháp thứ năm, 52 câu chuyện dưới cờ, 50 lá thư đầu tuần và 52 câu chuyện lửa tàn gác vũ điều này. Năm 2012, lễ kỷ niệm đệ tam trung niên được tổ chức vào buổi chiều ngày 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn tại chùa Phước Duyên, cố đô Huế, nơi khai sinh tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam và trải qua bao biến thiên thăng trầm, nay đã lan tỏa ra thế giới. Buổi lễ được đích thân Hòa Thượng Thích Thái Hòa, cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam thăng long chứng minh, chú nguyện và các bánh sinh nhật cho ra nhà trong không khí xuân ly hương vào ngày mùng 2 Tết theo buổi giờ đưa vào trái đất bên kia đại dương. Cũng thiết lập một đầu cầu kết nối trực tuyến với quê nhà và tham gia lễ kỷ niệm mừng tuổi lên ba trang nhà, 23 triệu lượt người truy cập trang nhà. Tính đến trung niên là tin vui đầu năm đến với anh chị em tham dự lễ. Con số ấn tượng ấy có nghĩa là trung bình hàng ngày có 46.576 lượt người truy cập vào trang nhà chúng ta, so với 13.699 lượt hồi năm 2010, và để phục vụ nhu cầu của từng ấy lần xem, tính đến trung niên lần thứ ba, số bài vở sắp chỉ 7.000. Điểm đặc biệt của trung niên lần này là một chương trình văn nghệ sân khấu được đạo tràng, bổn tự và gia đình Phật tử địa phương trình diễn mừng đón trung niên trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Năm 2013 đến hẳn lại đây, đệ tứ trung niên kỷ niệm 4 năm hoạt động diễn ra tưng bừng tại chùa An Ninh, Sài Gòn. Hồi 19:15 ngày 24 tháng 3 năm 2013 theo giờ Việt Nam và kết nối trực tuyến với anh chị em áo lam Việt Nam tại các trụ sở trên thế giới qua hệ thống hội luận truyền tải hình ảnh Pathos. Thay vì sử dụng hệ thống Yahoo Messenger và Skype như 3 năm trước, trung niên lần này anh trưởng ban điều hành trang nhà
kết nối từ Philippines, ăn trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới từ thành phố Đà Lạt. Cao niên trung phẩm Việt Nam, ngoài sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Huyền và Vinh trưởng Nguyên Hoành, chủ tòa tại hội trường, buổi lễ được vinh dự tiếp đón hơn 50 quan khách tham dự, bao gồm chư tăng ni, ban hướng dẫn trung ương, gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội, đại diện các ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại Quảng Đức, Sài Gòn, gia đình, và đặc biệt hơn nữa, chu niên năm thứ tư này còn có sự hiện diện của đại diện hầu hết các trang nhà chung cùng hệ thống và các đan bà tác thành lễ cưỡng gia đình Phật tử Việt Nam ủng hộ đường lối trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, trụ sở tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận hoan hỷ đáp lời mời tham dự. Số lượng truy cập tính đến thời điểm chu niên vẫn tăng trưởng không ngừng, 46 triệu lượt người truy cập. Đến thời điểm ấy đã chuyển tải lên trên nhà 564 bài Phật pháp, 420 câu chuyện dưới cờ và lá thư đầu tuần, 3565 thông tin sự kiện, 980 phong sự ảnh, 464 bài về kiến thức và đời sống, 351 video clip và 184 nhạc bản lên nền. Mà năm nay 2014 được chư tôn đức, được tiếp đón chư tôn thiền đức tăng già và quý vị cùng anh chị em đại diện Lam Biên khắp nơi tham dự lễ kỷ niệm đề cử chu niên trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Trước tiên, ban điều hành xin được khái lược tình hình hoạt động 4 năm về trước trên đây và sơ lược tổng hợp kết quả của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới qua năm sinh hoạt dưới đây. Tổ chức nhân sự và điều hành trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới khởi sự hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Đại hội Huấn trưởng Thế giới kỳ 2, tính đến nay đã tròn 5 năm. Nhưng riêng trên lĩnh vực nhân sự vẫn áp dụng quy chế tạm thời với những huấn trưởng do ban điều hành tuyển chọn và bản thân huấn trưởng đương sự tự nguyện tham gia. Tuy theo hoàn hành, tùy theo từng hoàn cảnh địa phương và cá nhân, một số anh chị hoạt động xuất hiện công khai, một số anh chị khác ngày đêm âm thầm tự nguyện phục vụ trang nhà trong tinh thần vô tướng vô cầu rất đáng trân trọng. Đại hội huấn trưởng gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới kỳ 3 2012-2016, trong phiên họp đà ba phiên họp 8 ngày 29 tháng 10-12, tuyên ứng hạng mục quan yếu tại mục 6 chung quyết quản trị chặt chẽ nhân sự quản lý trang nhà, thực hiện tinh thần ấy ngay sau đại hội. Trang nhà đặt trọng tâm vào việc kiện toàn nhân sự để đẩy mạnh hoạt động phụng sự tổ chức qua nhiều phiên họp thu hẹp. Các ban, tiểu ban, các khối cuối cùng đã bổ sung điều chỉnh và đầy đủ nhân sự theo tiêu chí và nhu cầu hoạt động trang nhà và phiên họp toàn thể ngày 20 tháng 1-2013. Với mục đích đề cử bổ sung phân nhiệm thành thông qua thành phần cơ cấu nhân sự để trình ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới duyệt xác và trình ban số 01-301-TTNTRIM ban điều hành trên trưởng ban ngày 20 tháng 9-2013. Trong phiên họp ban hướng dẫn ngày 30 tháng 11-2013, cơ cấu nhân sự của trang nhà đã được ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới duyệt thuận thông qua các ban điều hành quyết định công khai điều hành trang nhà thành phần nhân sự. Một là ban điều hành 7 huấn trưởng, một ban biên tập 12 huấn trưởng, một tiểu ban kỹ thuật 8 huấn trưởng, một tiểu ban hội đồng 4 huấn trưởng, một tiểu ban hoạt động tài chính 4 huấn trưởng, một tiểu đoàn công tác viên với 30 huấn trưởng hiện diện khắp toàn cầu. Tổng số nhân sự hiện tại gồm có 42 thành viên, trong đó một số phần hành được kiêm nhiệm và một số địa phương quốc nội cũng như hải ngoại còn khuyến chưa có nhân sự để được ký và kỷ niệm. Biên tập công tác và truyền tải trong 5 năm với 12 chuyên mục, 1 chính chung chứa 40 tiểu mục,
anh chị em thành viên đã đăng tải lên trên nhà 10.543 thông tin, bài vở, hình ảnh, bao gồm phạm pháp và xóa được về gia đình Phật tử 669 bài, thông tin sự kiện đặc biệt 2078 bài, tin tức thời sự 2000 bài, phòng sự ảnh 1240 bài, kiến thức kỹ thuật chuyên môn 734 bài, sáng tác cộng tác 1132 bài, văn nghệ giải trí 1463 bài, anh ngữ 417 bài, phim video 502, âm bộ ảnh 124 bộ và nhạc 184 bài. Còn trên diễn đàn hội luận với con số 981 thành viên đăng ký, 1963 đề tài đã được lập nên, đón nhận 8.877 bài viết và phản hồi được bốn lên để thảo luận. Sẽ không ít lợi gì để mọi người tính chi ly, nhưng chỉ với một phép toán đơn giản sẽ thấy cùng hòa vào không gian mạng bao la của cộng đồng thế giới trong vòng 5 năm qua. Trung bình trang nhà đã tải lên mỗi một năm chừng 2.109 bài, mỗi tháng 176 bài và hàng mỗi ngày là 6 bài về các thể loại. Một con số nghe có vẻ khiêm tốn nhưng không hề bé nhỏ. Khi truyền tải từ trang nhà Việt Nam lên thế giới nhờ chủ trương liên kết có website, chung cùng hệ thống sẽ lần lượt đăng tải trích đăng và gặp 40 trang nhà khác từ gia đình Phật tử Việt Nam, quốc nội, hải ngoại trên các thư viện, các blog, trên các trang mạng xã hội Facebook, Google, Plus, Twitch. Đủ thấy lượng thông tin được truyền tải, được lan rộng đến thế nào, hiệu quả và lợi ích thu thập được từ đó to lớn như thế nào. Chuyên môn và kỹ thuật, với một lực lượng kỹ thuật viên có thể cho là không chuyên mà hàng ngày hàng tuần còn đa quan với không gian chỉ là gia sư, anh chị em còn phụ trách các nhiệm vụ khác của tổ chức ở các cấp ban hướng dẫn đơn vị gia đình thai đoàn, thì việc duy trì và bảo vệ an toàn để trang nhà hoạt động được hiệu quả, trong sạch và nhiều ích theo đúng lộ trình quỹ đạo chung của tổ chức và tiêu chí của trang nhà thực sự chỉ trông chờ vào lòng tận tụy nhiệt thành và sự bền gan vững chí của anh chị em kỹ thuật viên thâu đêm suốt sáng gò thêm trên bàn phím, dán mắt vào màn hình không mệt mỏi, dõi theo mọi diễn tiến của trang nhà để kịp thời điều chỉnh, rồi những đề nghị đổi thay giao diện mã nguồn chính trang chuyên mục, rồi những bức thư điện tử, những cuộc điện đàm yêu cầu chỉ dẫn giải thích chuyên môn, thậm chí cá nhân cuộc gọi tin nhắn email phê bình khiển trách, quả thật khó lòng hình dung được sức chịu đựng tuyệt vời của anh chị em. Thế nhưng con số gần 18 triệu lượt người truy cập trong 5 năm qua và uy tín trang nhà ngày càng được khẳng định trong cộng đồng truyền thông trực tuyến, trong giới báo chí quốc nội và hải ngoại, phần thưởng quý giá vô cùng cho anh chị em tiểu ban kỹ thuật nói riêng, toàn thể thành viên trang nhà nói chung, tiếp tục vượt thắng chướng duyên, khắc phục gian lao, thành toàn tất điểm. Từ đó hình thức và nội dung trang nhà ngày càng được anh em lưu tâm cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu chư tôn đức anh chị em làm viên và đồng giả cấp trên toàn thế giới. Những hoạt động đặc biệt trong báo cáo này sẽ chỉ đề cập đến các phật sự đặc biệt trong năm thứ năm, không nhắc là những hoạt động đã trình bày trong các lần chung niên trước. Sự kiện kỷ niệm 50 năm phát đàn Phật giáo Việt Nam năm 2013 là một thời điểm đặc biệt của Phật giáo đồ Việt Nam cũng như gia đình Phật tử Việt Nam mọi nơi. Đánh dấu 50 năm tròn cuộc vận động tự do tín ngưỡng bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội của Phật giáo Việt Nam cách đây 5 thập niên về trước, mặc cho những luận điệu hữu hình tuyên truyền dành công hay bản thân chuyên tập chủ mộ cố định sửa đổi sự thật lịch sử, trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới đã điềm tĩnh chững chạc trong sáng vô tư lặp lại đăng tải những tư liệu lịch sử chính xác đã được thời gian sàng lọc kiểm chứng và công nhận. Từ thời điểm lễ
đến ngày 1 tháng 11 cuộc cách mạng lật đổ bản quyền, trùng với từng thời gian lịch sử mà tăng tín đồ Phật giáo Việt Nam chịu đựng cuộc đàn áp khốc liệt năm 1963. 97 bài viết hình ảnh chứng liệu được đăng tải trên trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới là nguồn tài liệu phong phú xác định cho các trang mạng gia đình Phật tử quốc nội hải ngoại, các website cùng hệ thống chia sẻ tải đăng khơi dậy ấn tượng thiên nhiên và hào khí 50 năm trước trong dòng Phật sự và tâm sự quy hùng của tổ chức chúng ta. Công tác cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt cũng trong năm 2013, miền Trung Việt Nam bị bão lụt tàn phá, gây tổn hại nặng nề. Cuộc vận động lập quyên cứu trợ khẩn cấp do Ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam quốc nội và thế giới chỉ thị các ban hướng dẫn các gia đình Phật tử trực thuộc thiệt hệ nhanh chóng đem lại số hiện kim trên 2 tỷ đồng Việt Nam được trao tặng tay đồng bào các năm tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Trong hai chuyến cứu trợ này, ban điều hành trang nhà đặt phái viên trang nhà tham gia phái đoàn cứu trợ cùng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ủy lão đồng bào tác nghiệp thực hiện pháp sự kịp thời, truyền tải rộng rãi thông tin lên mạng lưới điện thoại. Lời thưa quý, không cần thiết bài giảng dài văn vẻ bản báo cáo tổng kết nhà, chỉ với mục đích lượng thuật lại quá trình hình thành những chặng đường 5 năm đi tới bằng những ngôn từ ngắn gọn với những con số khó khăn. Tuy vậy, thông qua đó chư tôn đức anh chị em làm viên quý quan khách các tăng nhà bạn hẳn đã dễ dàng hình dung được sự nỗ lực không ngừng của toàn thể thành viên tăng nhà gia đình Phật tử Việt Nam trong thế giới trong tiêu hướng phụng sự đạo pháp, phụng sự lý tưởng tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp đến là phần thắp nến sinh nhật. Sau những điều mà chúng con đã tường trình, giờ đây xin chư tôn đánh giá và thắp nến sinh nhật cho chúng con. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng. Tất cả chúng con xin cung thỉnh chư tôn trong hội đồng chứng minh và thượng trực cùng thắp nến sinh nhật cho trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam chúng con. Sự hiện diện của chư tôn đức là chỉ có được một lạc giao cắt xuống cái bệnh sinh nhật để cho chúng con. Dạ, xin thắp cái ánh sáng dạ của ngọn nến, và đồng thời chúng con xin cung kính đặc biệt là hòa thượng Minh Tâm dạ cho anh em chúng con được chút dạ sinh khí, được chút hơi ấm dạ từ chư tôn đức. Dạ xin dạ chư tôn đức dạ thắp nến xin anh tập trung sự thành. Ở phía dưới này chúng tôi xin kính mời anh Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Hà đại diện cho dạ ban hướng dẫn gia đình từ Việt Nam tại hải ngoại, kính mời huynh trưởng Nguyễn Hoành dạ đại diện cho huynh trưởng. Giờ sư hải hội sĩ thịnh quang vương bác đại bồ tát giáng các tượng thân Phật Nam mô Tiêu Tai Tăng.
Và các bếp trai
đây đồng hành cùng với chương trình của website Trang Nhà. Trân trọng kính mời anh. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Thích Ca Mâu Ni Phật Tạc Đài Chứng Minh. Cung kính ngược vòng bái bạch trưởng lão hòa thượng thường trụ chư tôn đức thành viên hội đồng tăng giả chứng minh, chư tôn đức ban thường trực hội đồng cổ vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam, cung kính đại lễ bái bạch hòa thượng phó thường trụ hội đồng tăng giả chứng minh hiện tòa đạo tràng, cung kính đảnh lễ bái bạch hòa thượng trụ trì tu viện Phá Phân thành viên hội đồng tăng giả chứng minh hiện tòa đạo tràng chứng minh, cung kính bái bạch hòa thượng trưởng ban, hòa thượng phó trưởng ban cố vấn giáo hoàng gia đình Phật tử Việt Nam hiện tòa chứng minh, kính bạch chư tôn đức hiện tiền chứng minh, kính thưa quý huynh trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dẫn quốc nội, ban hướng dẫn hải ngoại, đại diện ban hướng dẫn các tỉnh thị quốc gia châu lục tham dự buổi lễ, kính thưa quý quan khách của Trang Nhà Lam Viên bốn phương hiện diện tham dự, chúng tôi xin cung kính mời quý anh huynh trưởng an toàn. Kính thưa huynh trưởng, trưởng ban điều hành cùng toàn thể huynh trưởng, đoàn sinh trong ban điều hành, ban biên tập, ban kỹ thuật, biên tập viên, tổng tác viên Trang Nhà trên khắp các tỉnh thị, các châu quốc gia trên toàn thế giới, chu niên Trang Nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới dần thứ năm diễn ra trong không gian đầy an lành của ngày Vía Phật xuất gia. Thời khắc của nắng xuân vẫn còn tỏa lan trong hơi ấm, hoa xuân vẫn còn nở thắm đó đây, sắc xuân vẫn còn phảng phất trong vũ trụ, lại được chở che dưới mây lạnh của tình sử Phá Phân, được đón nhận ấn đức của hòa thượng trụ trì Như Tăng Bảo Viện và sự hoan nghị hiện diện chúc mừng của Lam Viên bốn phương, thân hữu gần xa đã tiếp thêm một dấu ấn cho Trang Nhà trong con đường phụng sự và kiến tưởng trong sự nghiệp nhà lạc. Với tất cả sự an lành và niềm hỷ lạc vô biên đó, chúng con xin cung kính đảnh lễ tri ân đại lượng từ bi của hòa thượng ân sư chư tôn đức và trân trọng cảm niệm công đức toàn thể quý điện quỷ hiện diện trong không cảnh ấm áp thân thương này. Tất cả sẽ là hành trang mang đậm đạo tình, lan tình giúp cho Trang Nhà vượt tiến cùng toàn thể anh chị em thành viên Trang Nhà đã 5 năm trôi qua vượt mọi khó khăn từ nội tại đến ngoại tại để Trang Nhà từng bước trụ vững phát triển tăng trưởng uy tín trong Lam Viên trong cộng đồng. Đó là nhờ vào công sức và sự hy hiến của tất cả các thành viên trong ban điều hành, ban biên tập, ban kỹ thuật, các bạn tập viên, phóng viên, cộng tác viên Trang Nhà trên toàn thế giới vượt đường xa để lấy và đưa tin bằng tiền túi của mình, viết bài chia sẻ và không cần nguồn bút, truyền tải hình ảnh âm nhạc bằng tiền gạo tiền thuốc của bản thân, góp trí góp tâm chăm lo kỹ thuật thâu đêm suốt sáng để xây dựng Trang Nhà mà không nề hà thời gian, không ngại khó nhọc, việc cần thiết phải truyền tin gấp cho Lam Viên. Các nơi tưởng tri thì việc làm không bỏ, con nhỏ cũng tạm buông, tất cả đường xuôi cũng chỉ vì tâm huyết của tổ chức. Có lúc chưa được cảm thông, nhiều người chia sẻ lời ra tiếng vào hay giờ khen lê
lại về với nhau, nhấp từng ngụm cà phê, chia sẻ, mỉm cười rồi là tiếp tục công việc của mình làm. Nhờ đó mà 5 năm qua, Trang Nhà đã trở thành một nơi lưu trữ và truyền tải nhiều thông tin tư liệu giá trị đối Phật giáo, đối với gia đình Phật tử Việt Nam cũng như nhân quần xã hội. Có thể nói, mục Phạm Nạn 50 năm Phật giáo Việt Nam đã trở thành một dấu son mà Trang Nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới đã thể hiện. Sức sống lan biên toàn cầu được truyền tải đầy đủ từ bài viết đến hình ảnh, làm nức lòng lan biên hậu phương, làm sưởi ấm anh chị em trên toàn độ. Trên lan độ, với niềm tin mình không bao giờ cô độc, khi hoa lan nở khắp toàn cầu với tất cả sự thành tựu đó, chúng tôi thay mặt ban thường nhật gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới trân trọng tán dương tâm đức và sự phát tâm lập nguyện hộ trì cho lý tưởng áo lam qua việc thực hiện Trang Nhà của anh chị em trong ban điều hành và các ban trực thuộc để góp phần xiển dương sứ mạng gia đình Phật tử Việt Nam. Bước vào năm mới phụng sự một tuổi lên sáu, chúng tôi có mấy điều cần chia sẻ với tất cả thành viên Trang Nhà. Một, nhờ có Thiên Lam mà anh chị em gặp nhau, có một diễn đàn toàn cầu cùng nhau sinh hoạt và thực hành Phật sự trong một môi trường sôi động. Nhưng anh chị em phải nhớ, sống trong một cộng đồng luôn an tịnh, sống trong đồng mà cần phải tịnh, sống trong đồng cũng cần phải tỉnh thức. Vì nếu không tỉnh, không tỉnh thức thì biết mà không biết lách, đưa tin mà không kiểm chứng sai sót, không điều chỉnh kịp thời, ý thức thiếu chọn lọc, có thể dẫn đến nhiều phương hại khác. Muốn tình thì phải tu. Mỗi anh chị em phải gắn bó với sinh hoạt của tổ chức tại các nơi mình sống, cùng nhau tu tập thì mới mong thanh toàn sứ mệnh. Thứ hai, ban thực hiện gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới chuẩn y nhân sự ban điều hành, còn các ban chuyên môn thì do ban điều hành trạch cứ quan tâm đến bộ phận dịch thuật để truyền tải bằng nhiều ngôn ngữ phù hợp với các quốc gia, từ đó quảng bá được tổ chức. Mong rằng tất cả sẽ thành toàn hoàn chỉnh một trong thời gian sớm nhất để tiếp tục vận hành Trang Nhà thành tựu như ước nguyện của toàn thể gia đình áo lam chúng ta. Ba, trong năm 2014 gắn liền với nhiều sự kiện mà Trang Nhà cần phải chủ động như thư mục đặc biệt để truyền tải tư liệu và có những bài viết thiết yếu liên quan đến kỷ niệm 50 năm gia đình Phật tử Việt Nam, 50 năm thống nhất tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 đến 2014. Và trong thời gian đấy cần quan tâm đến phần đăng tải tài liệu tu học huấn luyện sinh hoạt các bộ môn để gắn liền trao quyền cho huynh trưởng toàn sinh cả cấp. Thứ bốn, cần thiết lập một cơ chế họp định kỳ giữa Trang Nhà thế giới và Trang Nhà quốc nội hải ngoại các châu lục quốc gia để cùng nhau chia sẻ thông tin, thống nhất cơ chế sinh hoạt, phương thức đăng tải thông tin của nhau. Thứ năm, hoạt động của hệ thống Internet đa năng, đa dạng, đa hiệu và thời gian chỉ tính rất chéo nhoáng. Nếu chậm thì mất thời gian tính, còn không cẩn thận thì thu hồi không kịp. Mong anh chị em cẩn trọng, chớ kinh sợ. Với tất cả thông tin với chia sẻ, mong anh chị em cùng nhau vượt thắng giữ nguyên để chu toàn bộ phận của mình và đạt pháp lập. Ngược mong chư tôn đức tiếp tục gia trì cho chúng con và ban thực hiện các cấp tiếp tục tạo mọi trợ duyên để Trang Nhà thế giới hoàn toàn một cách viên thẳng. Trong điều phục trang nghiêm và ấm áp này, nhân dân trưởng ban thực hiện gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, tôi long trọng công nhận Trang Nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới tròn 5 tuổi lạ. Ngược cầu Tam Bảo Gia Hộ, chư tôn đức Tử Đại, Khương An, Giới Đức, Tọa Hương Thanh Tịnh, kính chúc toàn thể quý vị hiện diện tại đạo tràng cùng lam viên của phương thành tựu sự nguyện viên mãn Phật sự. Chúc Trang Nhà vượt dậy trên đường đạo. Nam mô Hoa Niệm Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tiếp theo chương trình là một tiết mục đặc biệt. Chúng con xin kính giới thiệu anh trưởng ban điều hành trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới có đôi lời cùng bạn trước tiên tôn đức và thiện quý vị. Xin trân trọng kính mời anh. Trên tay của chúng con có hai phần. Cái phần đầu tiên thì mặc dù hòa thượng chưa mát thường trực của hội đồng của giáo hành có dạy anh đứng để phát Phật, nhưng mà trong lòng con được cúng dường thì con không an tâm. Con xin thầy cho con được quỳ và xin được phát Phật. 5 năm qua anh em của con vì sứ mệnh giáo dục của đội tề Phật giáo Việt Nam đã nhận lên một vai trò, đó là cái đề chủ quyền theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Nó lớn lao vô cùng tận mà khả năng của anh chị em chúng con thì hết sức là nhỏ hẹp. 5 năm qua mà cháu được ngày hôm nay dưới sự hiện diện của chư tôn đức, chúng con vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng. Và do đó trong những bước đường sắp tới đây của tổ chức còn nhiều gian nan, còn nhiều khó khăn, do đó chúng con tâm thành để tác bạc và xin thỉnh nguyện hội đồng tăng già chứng minh cũng như hội đồng cố vấn giáo hành xuyên qua ban thường trực của hội đồng cố vấn giáo hành và tuyên cử cho chúng con và một vị gần gũi chúng con để chỉ đạo công việc trực tiếp cho chúng con, để cho việc điều hành của trang nhà nó sẽ được hòa mặt hơn. Và đó là cái điều mà chúng con xin thay mặt cho ban điều hành trang nhà cung kính tạ Phật và xin chư tôn đức. Vấn đề thứ hai thì chúng con lại vô cùng sung sướng để được dâng lên và hội đồng tăng già chứng minh cũng như là ban thường trực của hội đồng cùng giáo hành. Đây cũng chỉ là một hình thức cho trong lòng của chúng con khi được hòa thượng trưởng ban thường trực của hội đồng cố vấn giáo hành kêu chúng tôi lên và nói nhỏ: anh em có trưng mục chưa? Nếu có trưng mục thì hội đồng cố vấn giáo hành xin anh em nghe rõ cho. Sẽ chuyên với một ngân quà anh em đoán bao nhiêu? Anh chị em đoán bao nhiêu? 5 triệu. Dạ mấy? Anh sư thầy chở. Dạ thầy dạy là ban thường trực của hội đồng cố vấn giáo hành thấy cái nợ nần của anh em, chứ chưa nói đến cái sức lực công lao của anh em. Do đó để giúp cho anh em giải tỏa điều đó, để anh em có điều kiện và phương tiện đẩy mạnh cái công tác truyền thông, thông tin liên lạc giáo dục của tổ chức lâm mạng, thì hội đồng thường trực của hội đồng cố vấn giáo hành sẽ tài trợ cho ban điều hành 50 triệu đồng. Cho đó con em lên đây là cái tập kỳ yếu này cho nên chúng con cũng phải gọi bây giờ thức đêm thức hôm trong 2 tuần lễ qua, nhưng bây giờ đã hoàn thành được và chúng con như là một cái dấu ấn của 5 năm. Chúng con xin được cung kính dâng lên khi tôn lên. Con nghĩ tại đây vì nghe này trong cái khẩu bài của thầy tìm thế sức thì thầy không cho thì con tìm bài là A Di Đà Phật. Và đây là cảm niệm tri ân của ban điều hành trang nhà gia đình từ Việt Nam trên thế giới nói riêng và ban hướng dẫn gia đình từ Việt Nam trên thế giới, trong đó có ban dẫn
Trung ương dân từ Việt Nam tại quốc nội và Ban hướng dẫn dân từ Việt Nam tại ngoại quận, tri ân Hội đồng Cố vấn Giáo văn gia đình Phật tử Việt Nam. Anh đừng nghiêng dục, đừng nghiêng dục. Đây gia đình cùng nhau chung tâm ái, giữ lời khen sáng soi đời thắm lòng. Ta ra mừng ngày xuân bao tháng, ánh hào quang rạng chiếu khắp núi sông. Tay trong tay dành cất tiếng hát thanh xuân tràn lan đầy đường. Tay trong tay xin quyết cố gắng tiến lên niềm tốt đời. Tiếp theo chương trình là đạo từ của Hòa Thượng Thượng Thân Hào Hiền đã lao cho Đại Lão Hòa Thượng Chức Thượng Thủ Hội đồng Tác giả chứng minh. Ngoài trừ chư tôn đức tăng già, tất cả Phật tử hiện diện trong đạo tràng cung kính đứng dậy hàng ngũ trên tề để đón tiếp đạo từ của Hòa Thượng. Phật tử sẵn, xin phép quý anh chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà tâm kinh lễ Thượng Đạo Tâm Linh Đêm Tình Hình Đạo, người khai sáng Hội Đức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nhân tâm kinh lễ chư vị chư tôn hòa thượng, chư trưởng tòa là Phật Thánh Linh, những người khai sáng và cổ đồng giáo hành Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Đường tài vật chư tôn hòa thượng trong hội đồng tăng già chứng minh kính bạch hòa thượng phó thường trực hội đồng cổ đồng giáo hành Gia Đình Phật Tử Việt Nam, kính bạch thường tòa đại tăng, toàn thể tất cả các anh chị em nam viên xin bạch chư tôn đức thưa địa quý vị, xin tất cả các em ngồi. Kính bạch chư tôn đức, thưa tất cả các anh chị em, trung tâm xin phép thay mặt thiền chư tôn đức tăng kính lời cảm thán công hành tu học và hoàn pháp luân sanh của tất cả các anh chị em. Kính thưa điện quý vị, đúng ra phần đạo từ hôm nay được hòa thượng thường thụ hoặc là hòa thượng họ Hiền sớm hoặc là chư vị trong hội đồng tăng già chứng minh ban bổ cho cả các anh em. Tuy nhiên vì một vài lý do đặc biệt, hòa thượng phó thượng thủ cũng như chư tôn đức đã ủy thác cho tôi đây là một vấn đề tăng sai, chúng tôi xin thành kính khâm tuân giáo
lần cổ hòa thượng của Trung Tâm Đức Tăng. Kính thưa các, tất cả các anh em, như qua sự trình bày vừa qua của anh trưởng ban, tam nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, cũng như qua cái phần tường trình của anh phó tổng thư ký và cũng là thành viên của ban biên tập tam nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, trước hết chúng tôi vô cùng hân hoan mừng rỡ trước một cái thảm họa lớn lao và trước một cái sự quan tâm không những trong cả anh chị em bao nhiêu của gia đình Phật tử Việt Nam, mà hình như khắp Nam Châu, những nơi nào có người Việt, có thể là những người khác tôn giáo, có thể có những người không cùng gì được với chúng ta, cũng đã quan tâm, đã đến thăm hoặc một lần hoặc nhiều lần tam nhà gia đình Phật tử Việt Nam đến nhiều, với một con số gần 58 triệu lượt truy cập, chứng tỏ rằng chúng ta tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại quốc nội cũng như trên thế giới đã là những cái điểm nhấn mà mọi người đang chăm chú vào đó, đang đến thăm nó từng ngày, từng giờ và cũng đã hằng quan tâm. Điều đó để chứng tỏ rằng cái vai trò, cái sứ mạng của những người con Phật, mà nhất là những người đang mang cái áo Bảo Lam với thề nguyện của mình, đó là phụng sự đàn em báo Phật ân đức. Thưa tất cả các anh chị em, trước một thành quả lớn lao như thế, buộc lòng chúng ta không phải là cứ nhìn vào đó để rồi từ mà chúng ta phải càng cân nhắc, càng thận trọng hơn những cái nội dung mà chúng ta tuân kỳ để đưa lên trên căn nhà. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng giai đoạn khởi đầu của căn nhà không những chỉ có riêng thì căn nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, mà hầu hết tất cả các quốc gia nào, hoặc là thế tục, hoặc là trong đạo, và bất cứ một lĩnh vực nào, những bước chập chững đầu tiên chắc chắn sẽ gặp rất nhiều những vùng về, rất nhiều những thiếu sót. Vì vậy mà sẽ không tránh được những sự phê phán nghiêm khắc của những người vào thăm nó, cũng như là những cái đóng góp ý kiến xây dựng. Vì vậy mà buộc lòng chúng ta phải luôn cân nhắc, và nhất là đừng bao giờ có cái thái độ tự mạn, có cái tinh thần tự mạn trên con đường hành hoạt này. Có một điểm mà chúng tôi cũng cần lưu ý với tất cả các anh chị em biên tập viên hay những người cộng tác với trang nhà gia đình Phật tử. Hòa thượng Thích Thiện Siêu có lần hòa thượng đã từng nhắc nhở thế này: có những pháp mặc dù rất thời, rất đúng, nhưng nếu chưa đúng thời, chưa đúng lúc, chưa đúng cái cơ hội thì cũng không được công bố. Có những pháp phi pháp, không đúng với chánh pháp, tuyệt đối không
không được công bố, không được phổ biến. Điều đó là điều các bạn để cho chúng ta thấy rằng trên con đường phục vụ chánh pháp, dù ở phương diện nào, hoặc là bằng viết sách, viết lách, hoặc là bằng thuyết giảng, hoặc là bằng hướng dẫn với bất cứ phương tiện nào, và nhất là những cái ý tưởng mà chuẩn bị đưa lên mạng, đưa lên trên các nhà, chúng tôi mong mỏi và hy vọng tất cả các anh chị em hãy cân nhắc thận trọng những cái gì mà mình đưa lên mà thầy chưa thật chưa đúng lúc, chưa đúng cái thời điểm thì cũng không nên vội vàng đưa lên trên đó, bởi vì cái sự phê phán của những người vào thăm cả các nhà họ rất nghiêm khắc. Có thể có những người với tinh thần xét dừng, họ sẽ bằng cách này, bằng cách khác, họ sẽ có những cái phản ứng, và những cái phản ứng đó không khéo có thể chúng ta sẽ coi như là đánh mất đi những cơ hội tạo những niềm tin đối với những người khác. Cũng có những cái phê phán, có những cái sự chỉ trích với những kẻ ác ý, chúng ta cũng không thể bỏ qua, bởi vì tất cả những điều đó biết đâu cũng là những cái điều mà chúng ta cần phải lắng nghe để rồi thâu thẩm kinh nghiệm cho công việc của mình hoàn thiện hơn ở những giai đoạn cái gì. Thưa tất cả các anh chị em, vừa rồi anh trưởng ban tổ chức của tăng nhà, hay cách khác là anh trưởng ban biên tập tăng nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, và có gợi ý là thỉnh cầu hội đồng cổ vận giáo hành, mà trực tiếp nhất đó là ban thường trực hội đồng cổ vận giáo hành giúp một tay để xây dựng tăng nhà càng ngày càng hoàn thiện hơn, bằng cách là đề cử một số các vị tổ chức và phong trào tổ chức gia đình tăng nhà. Thì thưa tất cả các anh chị em, từ đây có những mình chúng tôi gặp gỡ nhau các ban thần tử, chúng tôi cũng đã có gọi người ý và đặt lên được đi đến những cái chuyện chung chung, đó là sẽ có ý định và đề xuất một vị các ban thần tử vào trong một trong cộng tác với tăng nhà với tư cách là cổ vận vị đảng và tăng nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Mà nhân đây chúng tôi cũng xin được mời phép giới thiệu với tất cả quý anh chị em, đó là thượng tọa Thích Nguyễn Châu, đương kim phó tổng thư ký ban thường trực hội đồng cổ vận giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam. Thưa tất cả các anh chị em, dù muốn dù không, có hình bóng của một vài vị tu sĩ trong vấn đề hướng dẫn tham mưu cố vấn thì chúng ta vững tâm hơn, và đương nhiên căn nhà nó sẽ có giá trị hơn. Chúng tôi mong tất cả các anh chị em là những thành viên của ban biên tập trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam cũng như ở Việt Nam trên thế giới, cũng giống như ở cả cái trang nhà khác về tin liên quan, nếu cần thiết cùng các chúng tôi biết, chúng tôi sẽ có thể cung kính quý thầy, quý sư cô,
khoảng tháng năm sẽ chúc quý vị một tay để cho các căn nhà càng ngày càng được hoàn thiện và tạo niềm tin vững chắc tất cả những người bóng Phật nói chung và gia đình Phật tử Việt Nam nói riêng. Năm năm qua với bao nhiêu những khó khăn vất vả, tất cả các anh chị em trong ban biên tập của căn nhà với cả một tinh thần tha thiết phụng sự cho tổ chức mà đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ để cố gắng giữ vững căn nhà. Không những thế còn phát triển căn nhà càng ngày càng được vững chãi hơn. Con đường sắp tới còn đòi hỏi được tất cả các anh chị em nỗ lực lớn lao hơn nữa. Đó là những bài vở, những hình ảnh cố gắng cập nhật và đưa lên trên các căn nhà, không những chỉ có riêng căn nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới mà chúng ta cũng có thể chia sẻ với tất cả các căn nhà khác liên quan đến lòng yên của chúng ta. Đó là điều cần thiết và đó là điều nhất. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng có một đề nghị thế này để giới thiệu Đạo Phật Việt Nam nói chung và tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam nói riêng với tất cả những bạn bè khắp năm châu, không cùng với tổ quốc của chúng ta, không cùng lý tưởng Việt Nam và nhất là không cùng ngôn ngữ Việt Nam chúng ta. Chúng tôi đề nghị căn nhà cố gắng làm thế nào để xây dựng bộ phận thiên chỉnh, nghĩa là chúng ta nên có một cái ngôn ngữ thứ hai ngoài những ngôn ngữ chính là tiếng Việt Nam, chúng ta có ngôn ngữ thứ hai đó là Anh ngữ. Vậy thì bây giờ tiếng Anh nó là một tiếng phổ thông, có thể nói rằng nó khắp toàn cầu. Những người không biết được tiếng Việt ít nhất họ có thể vào được, họ có thể đọc được các cái bài vở, các cái thông tin đến căn nhà của chúng ta qua ngôn ngữ tiếng Anh. Cho nên chúng tôi cũng mong mỏi ban biên tập của căn nhà cố gắng làm thế nào xây dựng được một đội ngũ biên tập viên có khả năng vốn liếng Anh ngữ để rồi phiên dịch những cái nhất là những cái thông tin, những cái sinh hoạt của gia đình Phật tử Việt Nam, các cái bài vở mà về các cái lĩnh vực chuyên môn, các cái hình ảnh làm thế nào để cho người ngoại quốc người ta được hưởng những cái phần lời lạc mà do chúng ta cung cấp qua ngôn ngữ của họ. Ý kiến thứ ba của chúng tôi đó là thưa tất cả quý vị, tận biết rằng tất cả các anh chị em đã đang cộng tác xây dựng căn nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới đã bằng tất cả hằng tâm hằng sản của mình, chứ chưa nhận được ở bất cứ một cái ai hằng tâm hằng sản ủng hộ cho căn nhà. Thì cũng nhân đây chúng tôi mong mỏi tất cả các anh chị em hiện diện ở đây có thể truyền tải những thông tin mà chúng tôi đang đề nghị
đến tất cả các anh chị em thanh niên ở khắp nơi để mọi người chúng ta có thể nhiều hoặc ít hãy chung tay để làm cho các căn nhà gia đình Phật tử Việt Nam như là gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, gia đình Phật tử Việt Nam ở quốc nội hoặc là các châu lục hoặc Hoa Kỳ hoặc là hải ngoại, các căn nhà đó có đủ, có thêm phương tiện để nhằm duy trì và phát triển các căn nhà có như thế thì sự hoàn bảo đời sống của chúng ta và sẽ đạt được thành quả lớn lao hơn nữa. Thưa tất cả các anh chị em, ca dao Việt Nam có câu: còn giò cạp 12 cây cứng, không đường dài sao biết nữa hay. Chính qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, đến giờ phút này tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam vẫn đứng vững như thế này để chứng tỏ rằng một nghị lực kiên cường, một niềm tin sắt đá và một tình trái tim cháy bỏng trong tinh thần tu học và hoằng dương chánh pháp của tất cả các anh chị em, đó là điều sâu đáng quý, là một điều đáng trân trọng và nó tin tưởng rằng nó sẽ càng phát triển nhiều hơn nữa. Ngưỡng bạch chư tôn đức, tôi biết rằng chúng ta là người xuất gia với bao nhiêu những cái vấn đề thế tục, chúng ta không bàn để xây dựng cho cá nhân của mình, nhưng với cái tinh thần thường cầu thà hóa, chúng có thiên tưởng rằng chính tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam là một đối tượng mà chúng ta cần trân trọng, nâng niu, đùm bọc và hãy sẵn sàng đưa cánh tay của mình ra để nâng đỡ. Có được như vậy thì những người đang phụng sự cho lý tưởng trên nhân nghiệp là gia đình Phật tử Việt Nam sẽ vững chãi hơn trên con đường tu thân hành thiền và nhất là phụng sự đàn em. Chính cái niềm yêu thương, cái sự hỷ xả bao dung và sự nhiệt thành, nhiệt tình hỗ trợ của chư tôn đức là động viên rất lớn tất cả các anh chị em làm viên trên con đường tu và phục sự đàn hoàng. Để cuối cùng tôi xin dứt lời một lần nữa, xin nguyện cầu phòng ân chư Phật, chư vị tổ sư, chư anh linh thầm tự đạo, bạn thân chư Tê Hùng Thám, chư tôn hòa thượng đã quá cố, hãy phù hộ cho tất cả chúng ta được tinh tấn nhậm mật trên con đường hành thiền hòa tha. Nam mô Công Đức Tâm Bồ Tát. Triệu đồng.
chị Trung Hiếu Phan Thị Hồng Vân đã ủng hộ cho trang nhà 500 Việt Nam đồng. Chị Lê Thị Hồng Nga đã ủng hộ cho trang nhà 500.000 Việt Nam đồng. Chúng tôi xin cung kính cảm ơn anh Thị Hiện Nguyễn Hữu Lộc đã ủng hộ cho trang nhà 100 USD. Chúng tôi trân trọng cảm ơn anh Nguyên Thân Nguyễn Văn Hà đã ủng hộ cho trang nhà 1 triệu đồng Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn anh Thị Lộc Võ Văn Mai đã hỗ trợ cho trang nhà 500.000 Việt Nam đồng. Và tiếp theo chương trình là chúc mừng chu niên tặng quà lưu niệm. Và xin thể hiện cái tấm lòng biết ơn tất cả những quan khách dưới chư tôn và quý vị đã tham gia nước cao ở đây bị chụp xong cái này để cái này đoàn áo lam tiến bước lên đường, nhịp nhàng theo gió sớm về ngang vườn. Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui, để bao chi thương người ca đào thiêng. Nghe chim rừng hòa ca liêu lo, vang trời thanh cao ta reo hò. Đem bao nguồn vui sông yêu mến, reo vào nơi làm thơ. Ta đoàn áo làm tiến bước lên đường, nhịp nhàng theo gió sông về ngang đường. Tâm hồn sáng tươi chứa chan niềm vui, đêm bao chi cường người ca đào thiêng. Nghe chim rừng hòa ca liêu lo, vang trời thanh cao ta reo hò. Đem bao nguồn vui sông yêu mến, reo vào nơi của tôi lầm thơ. Chu niên đến đón chu niên,
a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, lướt núi băng đồi, chúng niên về đây xuân vầy. Tinh tăng tinh tăng tinh hát hòa ngàn lòng người, bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chú niên hân hoan, anh em bên nhau, tình làm ngất say, rồi cầm tay mà mừng chú niên, hát đón chú niên, reo lên đời làm vui thay. Nhịp đàn hòa vang, tiếng hát miên man, chú niên tìm đưa nhau về. Chú niên, a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, lướt núi băng đồi, chú niên về đây xuân vầy. Tinh tăng tinh tăng tinh hát hòa ngàn lòng người, bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chú niên hân hoan, anh em bên nhau, tình lãng ngất say, rồi cầm tay. Chúng con xin thành kính tế đầu đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Chương Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni đã quan lâm chứng minh cho lễ mừng chu niên lần thứ 5 của trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Chúng con xin cung kính quý Ngài hồi hướng công đức tuyên xướng. Nguyện A Đại Bi Công Đức Thầy Tam Ca Đề Chúng Sanh Đều Hồng Thân chú niên đến đón chú niên a ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi lướt núi băng đồi chú niên về đây xuân vầy. Gia đình Phật tử Hoa Kỳ, cháu Quý Nam.
xin chúc công gia đình Phật tử Duyên Hồng, gia đình Phật tử, các đơn vị gia đình Phật tử trên toàn quốc, nội bộ thành viên, cộng tác viên trong nhà, ban viên, cộng tác viên, viên kỹ thuật viên trong nhà đã cùng làm việc với chúng tôi và đưa cái buổi lễ mừng chu niên lần thứ năm đến kết quả. Xin quý vị nhận lên đây thành chân thành cảm tạ tri ân của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tinh tần tinh tần tinh hát hòa ngàn lòng người, bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chu niên hân hoan anh em bên nhau, tình làm ngất say rồi cầm tay mà mừng chu niên, hát đón chu niên, reo lên đời làm vui thay. Nhịp đàn hòa vang, tiếng hát miên man, chu niên tìm đưa nhau về, chu niên tìm đưa nhau